cửa biển nha. Từ cửa biển này đi ra tới ngoài cái chỗ hòn đá bạc là nước màu đỏ như máu luôn cô chú anh chị ơi, rất là kỳ lạ nha. Anh cho em hỏi thăm một xíu, sao tự nhiên nước biển ở đây nó đổ quét vậy anh? Hồi nào giờ nó có đỏ gì không anh trai? Ủa sao kỳ trời, em chạy ngang em thấy nó lạ lắm em mới ngừng lại em quay nè. Không còn gì chứ, lỗ trên đây lỗ 3 mét mà còn sụp đó nè, đây là đẳng nè, sụp dài lên tới trên lỗ lớn luôn. Dạ. Đây thì có một khúc lỗ đất đó, lỗ đó mới làm rồi, mới làm có mấy tháng là sụp luôn tới giờ. Dạ, là nhiều nhất luôn á, năm nay là sụp nhiều nhất luôn á. Ở tuyến đường mình là có năm nay nè, là sụp dữ luôn, không có năm nào mà sụp như năm nay. Vậy cho nên nó đâu có giữ chân được. Mình bóp cái nó nát như cát, như là bánh xốp như vậy nè, thì làm sao mà nó không sụp, không lúng được. Bởi vì bà con chia sẻ là đất ở đây là đất không chân. Cũng có lỗ đàn, lỗ hết năm. Nó sụp, nó không chạy mà nó úp xuống gì nè. Là bắt về ngủ rồi, tôi sớm chơi, về 8 giờ tới sáng ra, tôi sụp chơi rồi. Chứ nó không có dấu hiệu gì báo trước hết. Không có dấu hiệu cho nên còn nguyên vậy đó. Rồi nó rúng xuống rồi nó chạy ra. Vậy là nước ở đây hồi nào giờ, một là nó màu xanh biếc, hai là nó đục thôi chứ nó không có màu đỏ như vậy anh ha. Mùa nam về đục, mùa này là nước xanh. Dạ. Đúng ra mùa này là nước phải xanh biếc mới đúng. Xanh lọt á. Dạ. Mà sao tự nhiên bây giờ cái mùa này trở lại nước thì nó màu đỏ? Khi mà mình nhìn bằng mắt thường ở bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy nó một màu đỏ giống như là máu mà lợn cợn như cô chú anh chị, rất là lạ luôn. Nhìn bên lỗ sụp này cô thấy cô còn ớn, nó nhìn thì không dám nhìn qua, nhìn qua thấy ghê quá không dám nhìn. Cô ở đây mười mấy năm trời mà cô có bao giờ cô thấy cái nước biển mà nó sang qua màu đỏ như máu gì không cô? Ơi sao kỳ vậy cô? Mà để mà có được một cái tuyến đường đan vậy là bà con mừng lắm hả cô ha? Nó đã trong mùa hạn nó giật rất là nhiều nên nó lộ cái bàn tay mình mới thấy được. Vậy là bà con nói là chính xác hả cô chú anh chị? Có xuất hiện một bàn tay Phật ở ngoài hòn đá bạc và tụi em đã lặn lội ra tới đây. Chú anh chị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2024 Tây Lịch và Nam đã trở về Khánh Bình Tây, Khánh Bình Đông của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đây cũng là cái khu vực tiếp giáp với hòn đá bạc. Cô chú anh chị, Nam quay trở lại đây để ghi nhận những hình ảnh thực tế để gửi tới cô chú anh chị các bạn. Cái mùa khô hạn năm nay, năm 2024 thì từ hồi đầu năm cho tới bây giờ không biết như thế nào, nhưng mà nhiệt độ thì mỗi ngày một gia tăng và kéo theo đó là tình trạng hạn hán kéo dài, chưa có một giọt mưa nào suốt mấy tháng nay. Và do những cái cống bây giờ hiện tại thì đã đóng lại để ngăn mặn, ngăn xâm nhập mặn, cho nên dẫn tới cái tình trạng là những con kênh mà dùng ngọt quá, dẫn nước ngọt để phục vụ tưới tiêu cho bà con ở khu vực này thì hầu như đã cạn trơ đáy hết rồi. Thì khi mà nó cạn như vậy thì nó không có nước để giữ chân đất nữa, thì sẽ dẫn tới cái tình trạng như ở sau lưng em đây. Đây là những cái tuyến đường nông thôn của bà con. Đây là tuyến đường đan 1,5 m. Bà con vừa làm xong. Thì ở vùng quê mà cô chú anh chị, những vùng như thế này mà để có được những cái con đường mà tráng bê tông như thế này là bà con rất là mừng luôn. Nhưng mà do hạn hán kéo dài, đất nó sụp hết rồi cô chú anh chị ơi. Tuyến đường bây giờ là mới vừa sụp cách đây chưa đầy 2 ngày. Đây là một tuyến đường mới vừa sụp, em ghi nhận được và lập tức trở về đây để ghi hình những hình ảnh thực tế này gửi tới cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị mình có thể thấy là trong vòng năm nay, từ hồi đầu năm cho tới bây giờ, người ta thường nói năm thìn bão lụt, nhưng năm thìn năm nay thì bà con mình hứng chịu hạn hán kéo dài và tới bây giờ thì chưa có một giọt mưa nữa, làm cho bà con rất là khổ sở. Những cái tuyến đường như thế này nè, nó bị sụt lúng và sạt xuống như thế này thì làm cho bà con phải nói là khóc mà không khóc được, tại vì không di chuyển gì được hết cô chú anh chị. Bây giờ mình cũng không biết tình hình của bà con như thế nào, em sẽ đi sâu vào bên trong đây để em ghi hình chia sẻ với cô chú anh chị mình luôn. Mấy anh chị em mình sẽ cùng xem cái cảnh và những cái cảm nghĩ của bà con ở nơi đây như thế nào.
năm nay là ở Cà Mau, ở Kiên Giang, rồi Tiền Giang, Gò Công, Long An bị nạn liên tục. Tại vì ở Gò Công, Long An, Tiền Giang thì đang bị hạn mặn, đang bị hạn hán, thiếu nước ngọt để sinh hoạt. Tiền Giang thì có chỗ thì hạn hán không có một giọt nước, còn có chỗ thì nước ngập lụt lên láng hết trơn, làm cho bà con phải điêu đứng nữa. Rồi ở Cà Mau, ở Kiên Giang thì liên tục sạt lở, sụp lún đất, gây hoang mang cho bà con. Nhiều căn nhà giá trị đã bị sạt, bị sụp. Bây giờ em sẽ quay màn hình lại, ghi hình cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây nè, cô chú anh chị mình nhìn cái khung cảnh này nè. Ở dưới những cái con kênh mà ngọt quá như thế này, để dẫn nước ngọt vô trong ruộng đồng để bà con tưới tiêu, sinh hoạt, thì hầu như là nó trơ đáy. Lục bình bây giờ cũng đang chết dần do thiếu nước. Còn ở trên đường thì sụp đất, sạt lở. Đây, đây là những hình ảnh thực tế mà em ghi nhận được để chia sẻ với cả nhà. Cô chú anh chị mình thấy một cảnh tượng rất là thương tâm cho bà con ở vùng này không? Ở vùng quê mà được một con đường như thế này là bà con mừng lắm cô chú anh chị, rất là mừng luôn. Nhưng mà cái chuyện mà mừng á, chưa hết mừng nữa thì bà con phải hứng chịu những cái thiên tai như thế này. Đường bây giờ là nó sụp, ở đâu nó cũng sụp hết. Nè cô chú anh chị nhìn ở dưới đất nè, đất là nó nứt ra những cái khe nứt rất là to, và nó liên tục nó sạt, nó sụp như thế này. Bà con rất là khổ sở luôn. Ở dưới này cô chú anh chị mình có thể thấy là nó móc lò. Đất ở đây là nó sụp xuống chứ nó không có sạt ra. Nó móc lò vô sâu vô bên trong, rồi những cái tuyến đường bắt đầu nó sụp xuống, nó gãy đổ. Nè cô chú anh chị, bởi vì tại sao mà bà con ở nơi đây á nói là đất này đất không có chân, đất than bùn là như thế nào? Tại vì những cái sớ đất ở đây á cô chú anh chị mình nhìn là nó không có chắc. Nó không có chắc chắn mà nó rất là xốp. Ở bên trên nó là một cái lớp như là sình non vậy đó. Rồi ở dưới này là một cái lớp nó rất là xốp xộp à. Nó như cát vậy đó, mình đụng vô cái nó tan hết trơn à. Nó như là đất mà nó bị nhiễm phèn á cô chú anh chị. Nè, nó mềm mập như vậy nè. Nè mình bóp là nó nát hết trơn vậy nè. Cho nên nó đâu có giữ chân được, nó đâu phải như đất sét đâu. Cô chú anh chị mình thấy nè, nó có mấy lớp đất thôi. Và ở dưới này là nó như là sình non luôn, nó rất là mềm. Và khi mà nó ở trong này mà nó sụp xuống á thì sình non ở ngoài kênh nó sẽ trào ra, rất là lạ. Em sẽ đi dài dài ở khúc này em quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Nè cái tuyến đường đan này nó gãy luôn nè. Hầu như là nguyên cái khu vực này là đất nó rớt hết rồi. Nè, tảng nào tảng nấy nè. Nó rất là to luôn á. Và đất nó như là đất bùn vậy đó cô chú anh chị. Nó không phải như đất sét. Nếu như đất sét thì nó sẽ rất là chắc, nó dẻ. Còn đất này là đất bùn. Nè, đây là những cái mà em muốn chia sẻ cô chú anh chị. Đất ở nơi đây là nó như thế này. Nè, đất này nó dày cho nên nó đâu có giữ chân được. Mình bóp cái nó nát như như cát, như là bánh xốp như vậy nè, thì làm sao mà nó không sụp, không lún được. Bởi vì bà con chia sẻ là đất ở đây là đất không chân. Cũng có nhiều cô chú anh chị em đăng những video trước về tình hình như thế này, thì cũng có một số cô chú anh chị bình luận là đây là những hiện tượng quá đổi bình thường, không có gì để gọi là quan trọng. Nhưng mà em cũng xin thưa với cô chú anh chị biết là nó bình thường đó. Đối với cô chú anh chị bình thường, nhưng đối với bà con ở nơi đây thì người ta rất là đau khổ. Tại vì khi mà bị như thế này thì cái tình trạng mà giao thông và đi lại của bà con rất là khó khăn. Nhất là những bà con ở trong cái cảnh này thì mới hiểu mình là người bàng quang. Cho nên mình chỉ nhìn thấy một mặt ở bên ngoài thôi. Mình thấy nó là chuyện rất đổi bình thường, nhưng đối với bà con ở đây đau khổ lắm cô chú anh chị. Khi mà em tới đây
em tận mắt em chứng kiến, em ghi hình lại để chia sẻ cô chú anh chị, em không khỏi xót xa cho bà con nơi đây. Đó là những cái lời nói mà thật lòng của em. Nên nếu cô chú anh chị nào có xem được video, nếu như đồng cảm với bà con nơi đây thì mình bình luận một câu tích cực. Còn như những cô chú anh chị nào xem mà thấy cái chủ đề và cái nội dung này nó không hợp với mình, mình có thể nhẹ nhàng lướt qua, không xem nữa. Chứ đừng có để lại những bình luận mà nó tiêu cực quá, thì nhiều khi bà con lên xem được á thì bà con buồn cũng tội nghiệp. Mong cô chú anh chị hiểu được cho em nha. Đất ở đây nè, nó sụp hết trơn luôn như vậy nè, rất là khổ sở luôn. Chỉ những ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được. Video trước thì em chia sẻ về vấn đề mà ngập lụt ở Tiền Giang để gửi tới cô chú anh chị mình. Mà cô chú anh chị mình thấy rất là lạ năm nay không? Ở Tiền Giang thì có chỗ thì hạn hán khô cằn luôn, còn có chỗ thì trở lại nước ngập mênh mông như biển. Năm nay thì phải nói là một năm đầy biến động cho Việt Nam chúng ta, từ hồi đầu năm cho tới bây giờ, từ miền Bắc cho tới miền Trung rồi miền Nam bị sụt lún, sạt lở đất và hạn hán thiếu nước ngọt rất là nhiều luôn. Và được biết là bão mặt trời nữa, đang bị bão mặt trời nữa cô chú anh chị. Nhiệt độ mặt trời thì càng ngày càng tăng lên. Cô chú anh chị mình có để ý không? Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là có khi trên 40 độ C, cái nóng rất là gay gắt. Nó sụp dày rồi, bà con mình làm sao mà đi tới đi lui cô chú anh chị? Dày không thương tâm sao được cô chú anh chị? Cũng đồng là con người với nhau, là đồng bào, là người dân Việt Nam. Khi mà mình chứng kiến những cái cảnh này thì mình mới hiểu được cái nỗi khổ của bà con ở vùng này. Ô, vậy là nguyên một cái tuyến đường mà những cái gì mà tuyến đường đan mà bà con làm là nó sụp toàn bộ hết hả con? Không còn gì chứ. Nè, lỗ trên đây lỗ 3 mét mà còn sụp nữa nè. Đây là đẳng nè. Sụp dài lên tới trên lỗ lớn luôn. Dạ. Đây thì có một khúc lỗ đất đó, lỗ đó mới làm rồi, mới làm có mấy tháng là sụp luôn tới giờ. Không đi được luôn. Lỗ khô xong rồi nó sụp luôn. Nè, chỗ này đất không mà nó vẫn sụp như thường. Con thấy nguyên cái tiếng này hình như là bên này là đường đất không hả cô? Đường đất có đường lộ đan được có một khúc à. Có một khúc từ đó em lại đi xích đi trước chứ chừng cả 2 cây số là hết lộ đan. Dạ. Yeah. Là còn ra ngoài là đất không? Là sụp toàn bộ, sụp hết. Sụp hết trơn luôn, không còn chỉ chân. Thôi. Chỗ sụp vô tới cái hàng ba nhà người ta luôn. Có cái lộ đan mà nó còn sụp cả hết. Chàng ơi. Sụp vô. Ủa mà tại sao năm nay ở đây mình nó bị sụp nhiều quá vậy cô? Không. Xong nè, với cái lỗ này nó múc rồi nó kè theo lỗ này nó hẩm quá. Nó hẩm quá trời hẩm luôn. Dạ. Nó hẩm cỡ đó đó mày, nó mới lài xuống lại đẩy xuống vậy. Nó chứ lỗ này là có bên này đỡ à, bên lỗ lớn này đỡ không có sập thêm, chứ lỗ nhỏ này là đi dài ra tới mãi là sập hết trơn. Con đứng ở đây là con có thể nhìn thấy được là dài dài là nó sập quá chừng luôn á. Không còn gì hết trơn. Ủa mà bộ năm nào nó cũng khô như vậy hết hay sao cô? 3-4 năm khô lại 1 năm. Vậy là 3-4 năm nó mới khô lại 1 năm à, hình như 4 năm rồi đó mới khô lại nè. 4 năm rồi mới khô lại năm nay nè. Mình chẳng cò rồi sụp hết trơn, không có còn gì chứ. Ở đây hầu như là cái trong cái tỉnh, cái huyện Trần Văn Thời này là sụp nhiều nhất luôn đó. Không có huyện nào mà sụp bằng huyện Trần Văn Thời này vậy. Mà hồi nào tới giờ nó có sụp vậy không cô? Có mấy năm trước cũng đâu có sụp gì hết Giang. Có năm nay là sụp là nhiều nhất luôn đó. Năm nay là sụp nhiều nhất luôn á. Là tuyến đường mình là có năm nay nè, là sụp dữ luôn, không có năm nào mà sụp như năm nay vậy. Dạ. Mỗi năm á thì nó mưa nước nó vô, nó ngập ruộng, còn người ta mằng ruộng không được. Thế người ta mới làm cái lộ bên đây nè, đặng giữ nước nè, đặng đừng cho nước vô nè. Dạ. Nay đổ lộ, nó sụp liền, sụp luôn tới giờ, không còn gì hết. Vậy tính ra nếu như mà như vậy thì bà con ở đây mình có gặp khó khăn gì không cô? Khó khăn vụ tắt nước nè. Vụ tắt nước nó tràn lộ, nó tràn lộ mình. Tắt nước mình xả lúa đó vụ tháng 10 á. Dạ. Bởi vì nó nhà nước người ta mới cho lộ vô làm lộ cao đặng be
cho người ta giữ nước, tận chừng cho nước nó tràn vô là lọt hồi tiêu hết trơn, sụp lộ. Tràn ơi. Ở bên đây còn bên đây cũng ngập, cũng tràn nữa, nhưng mà đỡ hơn cái vụ bên đây. Cái bên lộ nhỏ. Nguyên cái tiếng bên này là bây giờ là nó sụp hết luôn. Nguyên cái tiếng bên này cũng đi thẳng xuống dưới đi, nó lỡ hết trơn luôn, lát đi con dòm qua đi gần không biết à. Không gì hết trơn á. Vậy là tình trạng này là 4 năm nay rồi nó mới tái lại. 4 năm rồi đó, tính ra là 4 năm nó mới tái lại, năm nay là sụp đó. Mà khô nữa. Có cái năm đó là đâu có còn nước gì đây đâu. Nó khô là ta đi ở dưới sông không, đi bộ chạy xe đạp cũng được dưới sông luôn, có năm nay còn hơi ỉ ỉ nữa. Chạy xe đạp ở dưới lòng sông luôn. Đó, đi luôn, đi thẳng, đi một tiếng, một thẳng lên tới là sò lộ lớn luôn. Chàng ơi. Là đi dưới sông gì nè, năm nay nó đi thẳng lên trển luôn đó. Năm nay còn hơi nước đó chú. Chứ dạ. Cái năm đó là không có còn một miếng nào, nó khô cũng như trên này vậy nè. Mình đi thẳng một đường thẳng vậy luôn. Mấy đứa nhỏ chạy xe đạp dài đi luôn. Nhưng mà mấy năm đó nó khô nhưng mà nó không có sụp như năm nay. Không có sụp miếng nào hết. Còn năm nay trở lại nó khô mà nó sụp luôn. Mà nó sụp mà còn hơi nước kìa. Đây nè, cái ông này bữa hổm ông đi lại đó, anh văng lưới. Đó là chỗ chài đó. Dạ. Ông mới vừa bò lên cái nó chài đất xuống thôi ngập ổng ở dưới đó luôn. Ừ. Lò bò lên chị bảy ơi, nói gì chút nữa đất chài em chết rồi đó, chỗ đó nó chạy nó ngập qua anh tới này chèn ơi. Hôm nay nó giữ trời nó mấy cái năm nay nó sập xong bò lộ này nhà nước đã luôn, năm nay đã luôn. Mà thường á thì con thấy năm nay nó lạ là gì nè, thường thường bà con người ta nói năm Thìn thì hay bị bão lụt. Bão lụt đó, đó, đó. Nhưng mà tại sao năm Thìn năm nay không bão lụt mà trở lại bị hạn hán nặng nè. Khô dữ luôn, mình người ta đây mà nắng tự không gà, nắng quá trời nắng luôn ha. Cô biết là hiện tại bây giờ nhiệt độ của thành phố Hồ Chí Minh là 43 độ đó. Ở đây mình cũng 40 rồi nè. Ở đây thời tiết cũng 40 độ rồi đó. Nắng muốn gác da gác thịt. Trời ơi là trời, nắng đi ra sân không được, con vô nhà ngồi cũng không được nữa kìa. Chứ đừng nói chi là sao. Ở trong nhà mình ngồi lập tôn đó mà có lập hông mà còn nóng còn hết biết luôn. Chứ đừng nói chi mà ở ngoài sân. Không có gió, lúc hổm là không có một miếng gió luôn. Nắng đứng chân gì nè, đi ra một chút xíu ở mồ hôi ở đâu trong mình nó ra nộp. Giờ cũng vậy. Thế thì nói chi nha, mà mọi năm giờ năm nay sao quá trời thấp nhiệt người mình vậy. Đất gì đâu mà con nhìn ở đây sao nó nứt hết trơn, nó nứt hết trơn luôn dài á. Đó, vậy xong kìa, nứt ở trên đó. Dạ. Đường bự không ha, nhìn thấy ghê, biết rồi. Cô đi đây thẳng ra ngoài mà nhìn bên lộ sụp này cô thấy cô còn ớn. Nó nhìn thì qua không dám nhìn qua thấy ghê quá, không dám nhìn. Ghê quá trời. Mà sao đất ở đây mình nó kỳ vậy cô? Không biết làm sao nữa. Không biết làm sao mà năm nay nó sụp dữ trời dữ đó. Có người thì người ta nói múc hẩm quá, hẩm gì chỗ không hẩm nó cũng vẫn sụp như thường. Dạ. Nó đổi trừa hẩm hết gì. Hổng hẩm nó cũng sụp, nè nó găng từ từ, nó chài xuống nè. Nếu mà ở đây mà có trận mưa lớn thiệt là lớn nha, nó sụp hết trơn cái đường này, không còn gì chứ. Ý là chưa mưa mà còn sụp cỡ đó. Cái này con nghĩ là khi mà cái đám mưa đầu mùa xuống một cái là bà con đây khổ dữ dằn nè. À, nó sụp là không có còn gì hết chứ. Tại vì bây giờ là nó nứt, nó hở kiểu này ha. Khi mà mưa xuống một cái nó thấm vô trong là nó sạt xuống liền. Cái đường kinh đây nè, có cái đường kinh chống Mỹ vô đây nè. Đây, con chạy lát chạy đằng này chút có cái đường kinh vô nè. Cũng có lộ đan, lộ hết năm. Nó sụp, nó không chạy mà nó ụp xuống gì nè. Ập đạch xuống luôn. Nó lúng xuống không à? Xuống luôn. Mà mình vẫn còn đi được, nó lúng xuống gì. Trong cái lộ đan đây đẳng con chút xíu có đường kinh chống Mỹ. Dạ. Nó lúng xuống luôn. Nó ghê quá, năm nay sao có ghê quá trời. Chưa mưa nữa, mà gió, hết biết gió luôn. Nằm bữa gió, hết biết gió luôn. Mà cô thấy lạ không? Ừ, thấy ghê quá, nhìn thấy ớn quá. Nó chưa mưa mà gió quá trời luôn. Nó làm sao á, gió làm sao. Hù vậy. Ừ. Ghê quá. Năm nay nó cái thời tiết năm nay kỳ cục á. Không còn năm nay nó kỳ. Dạ. Nó lỡ lần lần, nó lỡ đẩy lần lần. Dạ. Chỗ đằng này nè, chưa có cái lộ mà bữa hổm cái thằng nó cắt, nó vô nó tính cắt lúa. Vừa chạy lại tới một chút xíu, cái bắt đầu nó sụp đất xuống liền. Trời ơi, sụp đất lại không hay gì kịp. Thôi đưa cái máy cắt cái xong, cái bọt. Hôm nay nó cái khó mà ăn lắm. Bởi vì ông trời nó hại. Bây giờ con nói thiệt chứ cái thời buổi này y gan như mình trời kêu ai nấy dạ chứ mình đâu biết chỗ nào sụp chỗ nào không sụp cô. Bởi vì có ông thầy Tứng ở dưới này nè, ổng đi dạy trên trường cấp 2 trên Trần Hợi nè. Dạ. Ổng đi ngang lộ hồi lúc đó cũng sửa sạn sụp đó, nó lỡ đất rồi cái ổng chạy ngang. Nó sụp ổng vớt vô trong nó trong. Để 3 cộng 2
chứ nha. Ừ. Ông đi qua bệnh viện nó mới kịp, ông thầy tính thôi nè. Là đang trên đường chạy đi dạy rồi nó sạc. Tránh không kịp. Đâu có biết nó sụp giờ nào đâu. Vừa chạy lại tới rớt ổng xuống đến đầu cái mường ta cái gãy ba cộng mê sườn. Hai cái răng cửa. Có cười ông. Mà ông bự con những chờ lớp 4 5 người lại khiêng ông. Đâu có xe lại tới đó đâu khiêng. Dạ. Rồi lại lớn mới cho lên xe đi về. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ con chúc cô nhiều sức khỏe cô ha. Dạ. À, cô chú anh chị mình nhìn nè, như vậy rồi làm sao bà con không khổ. Đường mà nó sụp xuống hết như thế này nè cô chú anh chị, rồi làm sao đi tới đi lui, rồi làm sao đi làm. Nè đất nè, nó sụp như thế này hết trơn rồi, thử hỏi cô chú anh chị sao không khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Sụp hết trơn luôn nè cô chú anh chị ơi, còn cái gì để mà nói nữa, nguyên cái tuyến đường này luôn. Mà đây là cái tuyến đường mà giao thông chính của vùng nông thôn bà con ở đây nữa. Cô chú anh chị mình nhìn nè, đất ở đây mình đụng vô một cái là nó bể. Mình đụng vô là nó bể liền đó. Nè, nó không có dính đâu đâu hết trơn. Cảnh khổ của bà con. Ở trước này là nó sụp xuống từ ở cái mặt đất bình thường mà nó sụp xuống cho mày gần 2 mét như vậy nè. Rồi làm sao bà con di chuyển? Làm sao mà đi tới đi lui gì được. Bác ơi, cái tuyến đường này là cái tuyến đường giao thông chính của bà con ở đây ha bác. Rồi từ khi nó sụp như thế này rồi mình di chuyển bằng đường nào bác? Coi như là bây giờ di chuyển rất khó khăn nhưng mà cũng đi từ đó là đỡ cũng sụp cho mình. Trong thì còn đi tới lui được cho mình này. Dạ. Còn cái lúa này này là chuyển hàng bển là coi như giá rồi nó ép dữ trời lắm. Nhưng mà bên đây buôn bán rồi nó khó. Tại do bây giờ không có đường di chuyển hả bác, cho nên là giá lúa nó bị giảm luôn. Giảm toàn bộ luôn. Giảm hết. Dạ. Cũng xong cũng khô, mà trên này trên lỗi thì cũng được. Dạ. Rất khó khăn. Bữa mà nó sụp như thế này là dắt chiều hay dắt sáng hay dắt tối bác? Khúc mà nó sáng chiều có lúc sụp dắt nào sụp hả? Như cái khúc của bác ở đây là nó sụp dắt nào? Sụp dắt thần đông á. Thần đông, lúc đó bác nghe bác chứng kiến vậy không? Đó là bác về ngủ rồi tôi sớm chơi về 8 giờ tới sáng ra tới chọc chân rồi. Chứ nó không có dấu hiệu gì báo trước hết. Không có dấu hiệu cho bây giờ còn nguyên vậy đó. Rồi nó rúng xuống rồi nó chạy rồi. Ừ. Nó không có nghe cái ầm gì hết trơn. Chỉ là rúng xuống rồi nó chạy rồi. Chứ phải là lỡ mình nghe là đất nó rớt rồi. Cái này không có. Nó không có dấu hiệu nứt gì trước hết. Không. Cái lỗi với dừa với trước thằng nó cặp nó xong rồi nó điện luôn mà thấy không bao giờ nó cặp được, nhưng mà cái chân thì nó mất sâu á, lún xuống rồi cái hàng dừa còn nguyên không? Dạ. Không phải nó lỡ thì nó lỡ dừa xuống sâu hết rồi. Dạ đúng rồi. Lún. Nhưng mà con thấy ngộ cái vùng đất của mình ở đây sao mà nó sụp nhiều quá sụp đi. Dạ, thì đây nói chung là sụp cũng ít lỡ. Đó thì nó cũng có lỡ gì mà cũng ít, cũng sụp gì, cũng đi dài trên này xuống tới dưới đây, coi như là đúng sụp lỡ ít cũng. Mà như bác ở đây hồi xưa tới giờ bác có bao giờ thấy cái khu mình ở đây mà nó bị như thế này không bác? Không, nó còn không có đâu. Là từ hồi xưa giờ không có. Không có. Thì coi như là cái lộ bên trong nó làm hai đợt rồi, nhưng mà đợt trước thì mấy chỗ nó quá bồi lỡ nó giống.
hầm hố rồi đó trước đó thì nó cũng có lỡ gì vài ba tầm rồi sửa lại những thêm tới năm nay luôn. Còn bên này là cái lộ này nó chụp bây giờ xíu là hai chỗ nữa chụp cũng hết luôn á. Vậy rồi bà con mình di chuyển là khó khăn dữ dằn luôn á. Bây giờ tới cái tháng này là cài còn chưa có được hết trơn, đi đâu có lộ mà đâu có đường qua. Chứ đúng ra là tới tháng này là bắt đầu cài rồi hả bác ha? Cài rồi, bây giờ đi phải di chuyển từ bên cái đường Sáng Cò hay là Phạm Trai. Dạ. Mỗi cái đường bến á, đường qua bên miền đất này, nó có hàng kìa. Dạ. Nó cài đi đâu có dễ đâu, nó đi mướn chủ đất làm cho. Dạ. Chứ là phải phá bờ, nó đang không cho nó. Chàng ơi. Mà cháu lên bữa nay lấy rồi vô đây lấy nghiệm cái gì? Dạ, tụi con đi ghi hình thực tế những cái tình hình ở đây của bà con mình để chia sẻ lên. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn bác rất là nhiều đã chia sẻ với con với bác ha. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Trời ơi, gì đâu mà nguyên một tiếng đường như vậy. Nguyên một tiếng luôn mà nó như vậy không nào cô chú anh chị ơi. Sao chịu nổi cảnh này đây? Rớt xuống hết trơn luôn rồi nè. Vậy rồi sao chịu nổi? Rồi sao di chuyển? Sao đi? Rồi bây giờ tình hình vậy rồi mình đi đường nào cô? Chàng ơi gì đâu mà sụp hết trơn nguyên cái đường luôn rồi. Dạ. Dạ đi chung với con. Cái này lúc trước đó, khi mà vừa làm xong cái con lộ này là vừa xong khoảng mấy tháng thì nó sụp cô? Làm xong thì nó cũng cỡ một tháng ngoài vậy đó, theo độ chừng thôi. Không đâu rồi, nó sụp bình bình được nó thì sụp. Còn như cái chỗ nào mà nó meo vô trong, như cái chỗ này nó meo vô cái cửa cái cầu hồi xương rồi đó. Dạ. Là nó meo vô là nó thấy nó còn yên nguyên nguyện, nó không có sụp. Còn cái nào mà mặn nó mám ở ngoài quá, nó làm rồi nước nó khô rồi cái giật cái sụp cái gì. Thường thường á bà con mình nói năm thìn thì bão lụt, mà năm nay năm thìn trở lại hạn hán tới độ mà nứt nẻ đất luôn. Nứt nẻ đất luôn, lộ làm thì sụp hết trơn luôn. Trời ơi, cao hơn lộ bển dữ trời, lộ bển nó thấp chứ mình này nó cao gì. Nó cao rồi sao nó sụp cái chân. Lạ cô ha. Nước kinh nào cũng khô. Ôi trời, giờ dân già chết đi xe, ai có xe thì đi, ai không có xe nhà đi chứ ôm. Kinh cảm gì sao đi xuồng đi ghe. Nhưng mà đối với bà con ở trong vùng nông thôn như thế này nè, mà để mà có được một cái tuyến đường đan vậy là bà con mừng lắm hả cô ha? Đó mừng trời ơi, nói được cái lộ bên đây rồi. Là dân nó mừng hết, lớn vô người lộ, người xe cộ nó bán, nó vô người rụt, nó nghèo á. Đi cũng bán đồ được, còn bây giờ banh cành hết trơn rồi, đi nữa anh xong thôi. Trời chú trời. Chú ở đâu? Dạ con ở An Giang nè. An Giang, còn chú nãy ở Cần Thơ. Kiên Giang rồi An Giang hả? Dạ. Tôi có bà xui ở Kiên Giang. Trời ơi, lộ làm xong thông thương gì bà con mừng biết nhiêu mà chưa hết mừng nữa, nó sụp hết trơn. Mừng nó sụp hết trơn, sụp đi đâu có được gì đâu. Còn lộ qua bên sông, đi bên sông, đi bên sông. Dạ. Rồi chú đi khảo. Rồi con cảm ơn cô rất nhiều hả cô ha. Dạ, để con đi dài nha cô. Dạ. Mừng được thì dạ. Đi, mà đi đây hay đi lại đó. Dạ. Có cây cầu cái đi qua. Dạ. Rồi lỡ chú đó hay là đi dài trước gì đó. Dạ. Rồi dồn qua. Dạ, con cảm ơn cô. Xong đi được.
Dạ. Liên tục hết trơn này. Quá chừng nguy hiểm luôn rồi. Nó lún xuống sông rồi, cái mặt đường nó rớt xuống rồi, đất ở trên nó chài xuống cái nữa rồi, mất tiêu cái đường luôn. Cái này là em nghĩ là còn nữa chứ chưa có dừng lại ở chỗ này thôi đâu. Đất nó xốp xọp à. Trời ơi. Nguy hiểm lắm luôn á cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị thấy thương cho bà con ghê nơi chưa? Nè, mấy cái này là nó hở ra nó còn đi xuống nữa nè. Mà đất ở đây nó... Mà cô chú anh chị mình nhìn nè, đất ở đây là y như bà con nói ha. Khi mà nó sụp là nó sụp đứng xuống gì không à, nó lún xuống vậy không, chứ nó không có trài ra nha. Cô chú anh chị mình nhìn nè, đó. Giờ em đi dài dài lại cái lỗ hủng rất là bự ra đó kìa. Mất cái đường luôn. Chàng ơi, ở đây nó còn nứt cơ kìa. Quá lớn những cái vết nứt này. Nè cô chú anh chị mình nhìn nè. Nó lún xuống một cái rồi là mất đường. Lún xuống một cái là mất đường. Chàng ơi, ở đây còn quá nhiều nguy hiểm mà. Nè, đất cô chú anh chị mình nhìn như sình non á, cho nên nó đâu có giữ được cái gì đâu. Nó đâu phải như đất sét. Ở đây nó còn lún sâu lắm luôn, sâu nè. Cái này cái đường mà nó lật xuống nó đứng lên như cái lưỡi dao vậy đó. Nhìn thấy ớn không? Trời ơi, mới vừa ngày hôm qua thôi. Ờ, đất nó ướt. Mà đất này nó như sình non vậy đó. Chàng ơi, cô chú anh chị mình nhìn nè, nó lật cái đường xuống cái nó đứng lên thôi nè. Mất tiêu con đường luôn. Nó sạt, nó sụp xuống nguyên một cái dòng cua ở ngoài này. Nhìn rất là nguy hiểm á cô chú anh chị. Nó gãy xuống luôn. Nhìn rất là ghê luôn á. Trên này là một cái lớp đất bùn, xong rồi xuống này nó lại là một cái lớp đất y như là xốp vậy đó, đất xốp á. Còn dưới này thì nó như là sình non luôn, cho nên là nó đâu có chịu gì được cô chú anh chị. Xuống một cái nó xuống hết luôn, lòi sắt lên hết trơn. Nhìn ghê quá, nhìn còn nguy hiểm cho bà con quá đi. Đây là cái tuyến đường chính để lưu thông nữa. Bên kia là bà con phải đốn tre bỏ hết luôn rồi nè, sợ nó sạt nữa. Nguyên một cái tuyến này coi như là nó sập banh hết rồi. Em đi đây chứ em cũng giật mắt lắm. Nguyên cái này nè, dựng đứng lên luôn kìa, nó sập xuống dưới đó kìa cô chú anh chị mình thấy. Nó còn nứt ra rất là lớn luôn. Còn gì nữa? Hết rồi, nguyên một con đường luôn cô chú anh chị ơi. Vậy rồi cô chú anh chị mình nghĩ làm sao đi? Khổ cho bà con quá khổ rồi. Chàng ơi. Gì rồi làm sao chịu được đây? Hết trơn cái đường của bà con luôn rồi. Đây còn những cái vết nứt như thế này nè. Nứt nó lún sâu lắm cô chú anh chị ơi.
Đây là những hình ảnh thực tế mà em ghi được nè. Cô chú anh chị mình nhìn thấy cái mức độ khủng khiếp của nó chưa? Đó, rồi nhà nằm như vậy nè, rồi làm sao lưu thông, làm sao đi. Bây giờ thêm một cái nữa là dưới lòng kênh nè, cô chú anh chị nhìn nè, chỗ nào mà nó sạt đó thì lòng kênh nó sẽ đội lên. Đó, cho nên bà con đi bộ ở dưới lòng kênh được luôn. Dưới này là nó còn nứt ra nữa, nó sụp xuống nè, cô chú anh chị mình nhìn nè. Kênh rạch gì bây giờ nó khô nứt hết trơn rồi. Đường đi vô nhà của bà con gãy ngang hết trơn. Vì hỏi cô bác sao mà không khổ được không? Những cái miếng đan nằm mục ở dưới hết trơn. Hủng xuống nè, cô chú anh chị mình nhìn nó hủng xuống, thấy ớn không? Nhà bà con thì ở trong này gì nè. Bây giờ thì em sẽ di chuyển qua bên Hòn Đá Bạc để tìm cái bàn tay Phật xuất hiện. Ghi hình cho cô chú anh chị mình xem ha. Cô chú anh chị theo dõi hết video với em nha. Đây cô chú anh chị, khi mà em di chuyển tới gần Hòn Đá Bạc thì như cô chú anh chị mình có thể thấy một cái điều rất là lạ ở đây, em cũng không biết như thế nào. Cống thì đã đóng rồi, nhưng mà khu vực ở ngoài ngoài đây là cái cửa để đi ra biển nè, cô chú anh chị mình nhìn nước. Bây giờ nước ở đây là nó có một cái màu đỏ, nó rất là lạ luôn. Em không biết sao nữa, một xíu nữa em sẽ đi xuống dưới để tìm một số cô chú ở đây để mà em hỏi thăm. Nhưng mà em thấy một cái chuyện rất là lạ luôn, tại sao nước ở đây, nước biển ở đây nó có màu đỏ như thế này, rất là đặc biệt luôn. Cô chú anh chị mình nhìn ở phía này nè, nó nguyên cái chỗ này luôn là dài ra tới ngoài cửa biển là nước nó đổ quét à. Giờ em sẽ đi dài xuống dưới để em hỏi thăm nha, để xem tình hình gì, không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây luôn cô chú anh chị ơi. Khu vực ở ngoài này, ở ngoài đó đó là Hòn Đá Bạc, xíu nữa em sẽ đi ra đó. Ở ngoài đó nghe nói trong thời gian này thì xuất hiện một cái bàn tay Phật bằng đá rất là to ở ngoài đó, và cũng không biết là như thế nào. Xíu nữa em sẽ đi ra đó để cập nhật cho cô chú anh chị mình xem. Đây thì mấy cái ghe rồi nó hư hết trơn luôn rồi nè, chìm xuống dưới lòng biển luôn rồi, chìm xuống cửa biển hết trơn. Đây là cuộc sống của những ngư dân ở đây nè cô chú anh chị. Rồi đang làm gì đó hai anh? Sửa vỏ lại ha. Dạ. Anh cho em hỏi thăm xíu, sao tự nhiên nước biển ở đây nó đổ quét vậy anh? Hồi nào giờ nó có đỏ gì không anh trai? Nước xanh như ngoài biển ngoài chứ đâu có nước cho mày đâu. Ủa sao kỳ trời? Em chạy ngang em thấy nó lạ lắm, em mới ngừng lên em quay nè. Chắc thải độc, chắc mấy cái nhựa tôm hay nhựa mực gì đó chứ nước nó xanh ngoài biển chứ đâu. Một là xanh, hai là đục. Vậy là nước ở đây hồi nào giờ, một là nó màu xanh biếc, hai là nó đục thôi chứ nó không có màu đỏ như vậy anh ha. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mùa nam về đục, mùa này là nước xanh. Dạ. Mùa này là nước xanh, là một tiếng là nước xanh à. Đúng ra mùa này là nước phải xanh biếc mới đúng. Ờ,
xanh lọt á. Dạ. Mà sao tự nhiên bây giờ cái mùa này trở lại nước á thì nó màu đỏ? Đó, không hiểu. Còn tại vì đỏ này là nó phải dân ở đây đâu, nước trong kia á. Dạ. Ở trong trỏng cũng bị hạn dữ lắm anh. Trời ơi. Vậy là đời sống của bà con bây giờ là đang rơi vô cảnh khó khăn. Đậu vỏ ở đây thì mướn người ta giữ nè. Chứ mình đâu có chạy về trỏng được, bây giờ nó cạn hết rồi. Bỏ đây mướn bỏ liền, bỏ xong là đậu đây không mướn người giữ thì mất hết đồ. Mướn người giữ. Dạ. Nước này là cái mùa này là cái đói con vậy cờ cờ chứ có phải đỏ như vậy đâu. Dạ. Nè cô chú anh chị mình nhìn là rất là lạ luôn nha. Cái dòng nước biển mà tự nhiên nó chuyển sang màu đỏ. Mà trong khi đó mấy anh trai ở đây chia sẻ là mùa này đáng lý là nước phải màu xanh, nước phải màu xanh biên biếc. Nhưng mà rất là lạ ở đây là nước đỏ nè. Nó đỏ chót luôn á. Không biết trong màn hình cô chú anh chị mình nhìn như thế nào, nhưng mà ở ngoài em nhìn là nó màu đỏ cô chú anh chị ơi. Nè, nó dạ ở dưới cái bóng chiếc tàu đó, cô chú anh chị mình nhìn được nè. Nè, nó màu đỏ như thế này nè. Rất là lạ luôn á nghe. Nè, nguyên một dòng nước nó màu đỏ hết trơn luôn. Này là nước biển nha cô chú anh chị. Đây nè, ở đây nè, ở đây cái bóng mát mát mình mới thấy được. Nó màu đỏ. Vậy là hồi sáng là nó còn đỏ hơn nữa. Hồi lạ dữ ta. Hồi nào giờ anh có thấy cảnh này chưa anh? Trời. Đục hai là xanh lạc thôi chứ nước trong gieo thôi chứ không có dụng chỗ này. Dạ. Trời ơi, quá lạ ta. Sao năm nay gì đâu mà từ hồi đầu năm giờ chuyện lạ nhiều quá nghe. Thiệt luôn á. Này không hiểu nổi. Em cảm ơn hai anh nhiều nha. Dạ, chúc hai anh sức khỏe. Dạ. Đây, cái này là em đứng ở trên cầu nè. Em quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Ở đây là cái cửa biển nha. Từ cửa biển này đi ra tới ngoài cái chỗ hòn đá bạc là nước màu đỏ như máu luôn cô chú anh chị ơi. Rất là kỳ lạ nha. Không biết cô chú anh chị mình sao chứ gần đây em thấy có quá nhiều chuyện lạ xảy ra luôn á nha. Bây giờ nước biển nó chuyển sang màu đỏ như máu luôn rồi. Rất là lạ luôn á. Nè cô chú anh chị, đây em xuống khu vực này thì cô chú mình có thể thấy rõ nè. Cái màu nước biển bây giờ nè, rất là lạ không? Màu nó màu đỏ. Ồ, cá đó cá gì cô? Trời ơi, ở đây con thấy bà con mình hay phơi đập đập là phơi cá này hả cô? Dạ. Chèn ơi. Hồi nào giờ con mới thấy ở ngoài nha. Thấy qua màn hình không mà bây giờ mới thấy cá này ở ngoài. Dạ. Là cá gì cô? Dạ dạ, ngộ quá hả cô ha. Nó khác với con cá kia hả cô? À, hộ cái mà nó trắng phao à. Cô mình ở đây gì chắc cô làm nghề biển cũng lâu lắm rồi ha cô ha. Dạ. Mười mấy năm. Cô ở đây mười mấy năm trời mà cô có bao giờ cô thấy cái nước biển mà nó sang qua màu đỏ như máu gì không cô? Trời ơi, sao kỳ vậy cô? Nó mần giữa rồi giữa vậy. Dạ. Giờ
Chàng ơi. Dạ. Là từ hồi xưa giờ không có cái chuyện nước biển màu đỏ gì hết cô? Là cô cũng mới gặp lần đầu luôn. Dạ. Tại vì con đi ngang đây con thấy cái này nó lạ nè. Hồi nào giờ nước biển màu xanh không chứ đâu có màu đỏ vậy. Dạ đúng rồi. Tự nhiên. Dạ đúng rồi đó. Nước ròng là nó còn đỏ nữa hả cô? Chàng ơi. Giờ cái này mình ấy lên vậy là mình phơi đó hả cô? Dạ con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Nguyên một vùng cửa biển nước đỏ như máu vậy. Quá lạ luôn. Lần đầu tiên em mới thấy cảnh này thiệt á. Nè cô chú anh chị mình nhìn ở đây nó nít phản ánh sáng, cô chú anh chị mình dễ thấy nè. Cái màu nó là màu đỏ luôn nha. Rất là kỳ lạ. Đây nè cô chú anh chị mình nhìn ha. Ở trên đó là cống nha. Còn ở dưới này là nước biển nè. Đây là cửa biển dài ra ngoài kia là hòn đá bạc. Đây mình đi dài ra theo cái đường này gọi là đường cửa biển. Đi ra hòn đá bạc, đi ra biển lớn. Cô chú anh chị mình thấy nó rất là lạ lùng là nước ở đây á. Theo như bà con chia sẻ thì đúng ra là cái thời điểm này là nước nó sẽ màu xanh. Một màu xanh của biển. Và có khi thì nó hơi đục đục, chứ không bao giờ mà nó đỏ như máu như thế này. Đây cô chú anh chị mình nhìn nè. Rất là kỳ lạ không? Và đây cũng là lần đầu tiên mà em được chứng kiến ở bên ngoài nước biển mà nó chuyển sang cái màu đỏ như thế này. Này ở trong màn hình thì cô chú anh chị mình nhìn được phần nào thôi. Khi mà mình nhìn bằng mắt thường ở bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy nó một màu đỏ giống như là máu mà lợn cợn như cô chú anh chị, rất là lạ luôn. Em không biết dùng cái từ gì để mà diễn tả cho cô chú anh chị mình hiểu bây giờ nữa. Phải nói là năm nay là từ hồi đầu năm tới giờ là không biết cô chú anh chị mình như thế nào, nhưng mà em ha thì em thấy rất là nhiều cái chuyện lạ nó xảy ra luôn, từ ở miền Bắc cho tới miền Nam mình. Bây giờ là ở ngay tại khu vực cửa biển Hòn Đá Bạc, nước đang chuyển sang màu đỏ máu nè cô chú anh chị. Mô hoặc à, nhìn rất là lạ. Đây nè, ở chỗ này nó bớt khuất sáng của chú anh chị mình thấy rõ nè. Nước nó màu rất là đỏ luôn. Bây giờ thì em sẽ di chuyển ra ngoài Hòn Đá Bạc, nơi xuất hiện bàn tay Phật trong thời gian hạn hán và nhiều cái chuyện lạ xuất hiện này. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với em hết video nha. Mấy anh chị em mình sẽ tiến ra ngoài Hòn Đá Bạc hả cô chú anh chị. Đây trước màn hình của cô chú anh chị bây giờ là em đang có mặt ở tại ngoài Hòn Đá Bạc. Đây là cái cổng đi vô nè cô chú anh chị. Một cái cổng rồng với một đôi rồng lưỡng long tranh châu tuyệt đẹp luôn. Bây giờ em sẽ đi tìm cái vị trí bàn tay Phật xuất hiện để ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Ở Hòn Đá Bạc này thì có hai hòn, một hòn lớn và một hòn nhỏ bên kia. Ở đây gió rất là mát luôn. Trên này nó có một cái khu rừng rất là mát. Bây giờ em chưa biết là cái vị trí của bàn tay Phật nằm đâu nữa.
Đứng đây nhìn ra biển mênh mông tuyệt vời luôn. Biển ở ngoài này nước nó cũng có màu đỏ đỏ nữa, nhưng mà nó lợt hơn ở trong cửa biển ở trong kia. Rất là lạ không? Bây giờ hai anh em đi tìm, nhưng mà đi tìm trong vô vọng luôn, không có một cái manh mối nào hết, chỉ tự đi tìm để xác nhận xem có như lời bà con nói hay không. Giờ đi ra tới hòn đá bạc rồi, đi loanh quanh nãy giờ mệt muốn xỉu luôn á. Thôi chú anh chị mình nhìn nè, đi cạnh biển luôn, đi sát mé biển lắm luôn rồi đó. Ở đây mà công nhận cái bãi đá này đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Mấy cái con mà con hào rồi đó, nó đóng đầy hết trơn luôn. Nhìn xa xa như là một màu bạc vậy đó. Thì như một cái bãi đá ngầm. Rất là đẹp. Giờ đi kiểu này mới treo leo nè. Đúng là thiên nhiên kỳ thú ha cô chú anh chị. Ê cái này giống cái dấu tay ịnh xuống quá nè, anh có thấy không anh Kha ơi? Ở đây gan như cái dấu tay ịnh xuống nè. Ở đây gan như cái dấu tay ịnh xuống gì nè. Sau đây cũng có giống cái bàn tay với cái dấu nè. Dạng dạng như cái bàn tay vậy đó. Nhưng mà cái mình tìm là không phải bàn tay ảnh này. Mình tìm cái bàn tay dựng lên. Là chúng ta phải tiếp tục. Đây là một cái bãi đá phải nói là rất là đẹp luôn. Mình đứng đây là mình nhìn ra ngoài biển mênh mông. Nếu có một lần về Cà Mau thì cô chú anh chị cũng nên ghé ngang Hòn Đá Bạc để mình đi du lịch trải nghiệm. Ở đây thì bầu không khí nó yên lành lắm. Gió biển, sóng biển rất là mát. Những bãi đá tuyệt đẹp luôn ở ngoài Hòn Đá Bạc nè. Ở đâu, ở đâu? Nhưng mà mình tới vị trí đó chưa? Tới rồi phải không? Đúng rồi phải không? Mô Phật gì là tới rồi. Nhưng mà mấy cái bãi đá này nhìn thấy ớn quá vậy. Đi toàn là phóng là leo gì đâu không à. À đây rồi. Nam Mô Di Đà Phật, cuối cùng cũng tới rồi. Ở phía đó. Có bà con tới trước đang hành hương trên kìa. Đây là một cái đường tâm linh mà ai cũng phải hiếu kỳ trong thời gian này. Chúng ta sẽ mình tiếp cận qua đó rồi chứ. Em sẽ phải trèo qua và phóng qua những cái tảng đá như thế này để em đi qua bên trên. Cái bàn tay đây. Đây là vị trí của cái bàn tay nè cô chú anh chị. Có một tảng đá có hình một bàn tay dựng lên. Và ở trên đó cũng có những cái lư hương, những cái bình bông bà con đang cúng kiến. À vậy là cái chuyện mà bà con nói xuất hiện một cái bàn tay ở ngoài Hòn Đá Bạc là chính xác đó cô chú anh chị. Nhìn rất là giống luôn. Bây giờ để em tiếp cận qua bên bánh. Hả? Cái gì anh? Đâu thấy rồi nè. Đúng rồi. Do một cái vấn đề là khô hạn cái bắt đầu nó dịch xuống đó, mình mới thấy rõ nè. Cái lúc trước là cái bàn tay này là nó bị chìm dưới biển phải không? Mình không có thấy được. Giờ nước bắt đầu nước biển nó dịch xuống. Do nó khô hạn cho nên nó lộ cái bàn tay lên, mình mới thấy được hết cái bàn tay.
Trên này cũng có mấy cô mấy chú đang hành hương tránh kìa. Đây nè cô chú anh chị mình nhìn nè, ngón trỏ, ngón giữa, ngón danh và ngón út. Đây là cái mu bàn tay, rất là giống luôn cô chú anh chị ơi. Ồ, vậy là mình đã tới đúng nơi rồi. Bàn tay bây giờ thì đang lộ lên ở trong cái mùa khô hạn như thế này. Lúc trước thì chúng ta không thấy, lúc trước chỉ thấy được mấy cái đầu ngón tay ở trên thôi. Người ta chưa mường tượng được cái bàn tay như thế nào, tại vì do nước biển nó cao. Còn bây giờ thì nước biển nó đã trong mùa hạn nó giật rất là nhiều nên nó lộ cái bàn tay mình mới thấy được. Vậy là bà con nói là chính xác hả cô chú anh chị, có xuất hiện một bàn tay Phật ở ngoài hòn đá bạc, và tụi em đã lặn lội ra tới đây để ghi hình thực tế cho cô chú anh chị mình xem. Nam mô Di Đà Phật. Đây là em đứng ở trên em nhìn xuống nè. Mô Di Đà Phật. Đứng đây thì mình thấy rất là rõ luôn, ở trên có một cái lư hương để thờ nữa. Nam mô Di Đà Phật. Đây là sau một chuyến hành trình dài thì hai anh em đã tìm được vị trí của bàn tay. Trong thời buổi mà khô hạn như thế này thì bà con ở huyện Trần Văn Thời và tỉnh Khánh Bình Tây, Khánh Bình Bắc rất là khổ sở về vấn đề mà khô hạn, sạt lở, sụt lún đất, thì ngay hòn đá bạc xuất hiện một bàn tay Phật. Theo như bà con chia sẻ thì cuối cùng em cũng đã tìm được tới đây để ghi hình trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem. Và video tới đây thì em cũng kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành hết video với em. Cuối video thì em cũng không quên chúc cho cả nhà sức khỏe dồi dào, may mắn, thành công trong cuộc sống. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại ở video sau của em. Cô chú anh chị nhớ theo dõi, đăng ký kênh và cho em xin một like để làm động lực cho em vững bước hơn trên con đường YouTube nha. Rồi, bye bye cả nhà. Đây là một vùng biển mênh mông.